Con xin chào các bác đi xe đạp trên toàn quốc. Con là Xuyên, địa chỉ thành phố Cần Thơ, quận Bình Thủy. Số điện thoại con là 0943820257. Hôm nay con lên thêm một cái clip nữa, có một mớ đồ bidan với tay thắng đồ nè cho các bác tham khảo. Nếu bác nào họp được xin alo con nha. Đó, đầu tiên vô con có một mớ bidan nha. Một bidan này là bidan sắt, bidan ngoài sắt trong mũ ha. Đó, ở ngoài bằng sắt trong mũ. Này là hàng tháo xe bãi nha các bác. Đó, bidan sắt ở ngoài bằng sắt đủ này, mắc cái da vàng này, mắc cái da vàng này, này mã số 1 nha các bác. Một bộ gì là 150k bao ship nha, 150k bao ship một bộ, hàng tháo xe bãi, hàng tháo xe đẹp. Cái mã này mã số 1 nha. Đó, mã số 1 150k bao ship, nó ngoài bằng sắt, trong này bằng mũ. Cái này mà nó bền lắm nha các bác, cái gì nó bền, nó đủ nút hết trơn nha. Đó, 150k bao ship cho bao này. Đây, đây là mã số 2 nha các bác. Đó, cũng xài ngon lạnh cho nha. Ngoài cũng ngoài bằng sắt, trong bằng mũ. Có chữ đeo đầy nghĩa đầy đủ cho nè. Velgo. Ừ. Này đủ hết bị dạ quang nha, mã số 2. Rồi 150k bao ship luôn nha cái này. Bác nào hợp được alo con, mã số 2. Đó. Bằng sắt trong mũ. Đây là cái mã số 3 nha các bác. Cũng ngoài sắt trong mũ nha. Này cũng đủ da quang hết nha. Đó. Nắp đồ đầy đủ hết nha. Rồi 150k bao ship cho cái mã số 3 này luôn. Nó bác nào hợp được nè, lô con này trên mấy chiếc xe bãi hết nha các bạn. 150k bao ship cho bộ này luôn. Đây. Cái này mã số 4. Cái này nó có kiểu hơi khác tí xíu, nó hơi có cái mẫu bọng bọng chút nè. Đó, mã số 4. Cũng đủ da quang hết luôn nha các bạn. Xài ngon lành hết nha. Rồi. Cái này M6, K M6 vừa nắp tôi đầy đủ chưa? Rồi 150k bao ship cho mã số 4 luôn. Đó, bác nào hợp thích cái mã nào Zalo còn cái đó. Cái này bằng bidan nhôm nha các bác. Cái này là bidan nhôm. Nó cái bộ này nó nhỏ nhỏ xinh nè, cái cưng nè. Đó, bộ này nhỏ nhỏ xinh nè, cái cưng nha. Xài ngon lành bằng nhôm. Nhôm toàn thân nha các bác. Rồi 250k bao ship nha. 250k bao ship cho cái bộ này bằng nhôm. Nhỏ nhỏ xinh. Mã số 1, 250k bao ship. Đây mã số 2. Mã số 2 cũng bằng nhôm luôn các bác. Cái này nó hơi bự hơn tí xíu, cũng nắp đồ đầy đủ nha. Đó, ngoài này thì bằng sắt nè, trong này bằng nhôm nè. Nó gai thì ca thôi, cao ngút trời luôn. Mã số 2, 250k bao ship cái này luôn. Ừ, trong ngoài này, trong này bằng nhôm, ngoài này bằng sắt. 250k bao ship cho mã số 2 luôn. Đây mã số 3. Mã số 3 cũng ở trong bằng nhôm, ngoài bằng sắt, gai cũng cao ngút trời luôn. Đó. Nắp đồ đầy đủ hết nha các bác. 250k bao ship cho cặp này luôn. Bác nào hợp được alo con. Đó, con mớ bidan này ha, còn cái này. Cái này là bidan này. Bidan này cũng bidan dập bãi luôn nha các bác. Này lắp cho mấy chiếc xe đời mới chút xíu, mấy chiếc xe điện hoặc là xe trợ lực hoặc là xe mini rồi mới đời mới nha, cũng hàng bãi luôn nha các bác, chữ nghĩa cũng rõ ràng nè. Rồi cái bộ này con giao lưu là 80k thôi, 80k bao ship. Đó, 80k bao ship. Hợp được cái đó thì alo con. Đây. Cái này là hàng Việt Nam xưa hoặc là Nhật xưa gì thôi nha. Con cũng thấy như có Việt Nam làm, có Nhật làm, có kiểu này. Đó, đẹp. Chưa hư hao dạ quang còn bóng. Rồi 150k bao ship cho cặp này luôn. Đó, 150k bao ship cho cái cặp Nhật xưa đi. Ủa, đặt này Việt Nam xưa đi. Đặt Việt Nam xưa đi nó dễ nha. Đặt cái mã Việt Nam xưa 1.
Đó, 150 ga bao ship. Nó đẹp. Rồi. Đặt cái mã này đi. Mã này Việt Nam xưa 2. Rồi cũng đẹp luôn. Xài ngon lành. Đó. 150 ga bao ship luôn. 153k ba ship cái này luôn. Đây còn cái bộ này nè, Nhật nè. Nhật này nè, có bộ này nó hơi méo méo chút xíu nè. Còn có cái này luôn, tặng theo cho các bác về muốn sửa lại, cải tạo lại nha. Có cái nào mình không thích mới hư gì mình thay. Đó, có chữ da băng luôn nha các bác. Có chữ da băng này. Đó. Rồi, cái này 250k ba ship. 250k ba ship cái bộ này. Cái bộ này là bộ đẹp nha các bác, bộ Nhật xưa đẹp. Lắp cho xe Pháp cũng được luôn đó. Thay hai cục này vô là cho nó đẹp nên có nơi bể niên nè. Đó, con gửi theo hai cái cây này theo cho các bác về có thay gì thay. Rồi. 250k bao ship cho cái này. Và có clip 3 nè. Clip 3 China nha các bác. Đó. Cái clip này nó bị méo chút xíu chỗ này nè các bác. Nhưng mà dặn vô găng vẫn bình thường nha. Ngoài này nó không ảnh hưởng gì tới găng chứ. Cái dặn vô bình thường luôn. Có kiểm tra rồi mới dặn thử. Đó. Clip 3 chung China. Cho các bác xài xe chống cháy. 100k bao ship. Nó méo chút xíu này nha các bác. Méo xíu này nhưng mà vẫn dặn vô bình thường. Ngoài này là tại vì do ta đục á. Nó hơi bị méo xíu. Nhưng mà vẫn xài bình thường. Đó. 100k bao ship cho clip 3 này nha. Nào cần thì alo con. Này còn có cái đề nè. Cái đề này là không biết cái đề của nước nào, có chữ Shimano nè. Mà cái trong cái sườn này thì không có đóng, bằng này cái này bằng nhôm nha các bác, cái này bằng nhôm nè. Đó, cái này bằng mũ nè, cái này bằng mũ, cái này bằng nhôm nè. Đó, cái này bằng sắt nè. Đó, xài ngon lành nha. Đó. 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 Các bác nghe nào, xài ngon lành. Đề này chắc xài được tiếp 5, tiếp 6 gì đó. Rồi cái đề này con giao lưu luôn 300k bao ship. Cái này bằng nhôm. Thôi cái này không có chữ gì hết. Giao lưu 250k thôi. 250k bao ship cho cái này. Đó. Xài ngon lành nha các bác. Bằng cái này bằng nhôm nè. Còn cái này bằng mũ hay gì nè. Cái này bằng sắt nha. Đó, cái này bằng sắt hết. Con này chứ cái này bằng nhôm thôi. Đó. Rồi 250k bao ship cho cái đề này luôn. Có chữ thì bạn có chữ, không có chữ thì bạn không có chữ, cho nó rẻ tí nha. Rồi bác nào hợp với cái đề theo đâu con. Đây cái tay hổm gậy mấy bác hỏi. Inox. Inox không có chữ. Inox không có chữ. Cầm bà. Tay này là nam nha các bác, lắp được cà ghê nha. Đó, lắp được cà ghê đẹp rồi. Cầm bà. 130 bao ship cho inox này. Đó, bác nào hợp được thì alo con. Đây. Inox có chữ Yagi nha các bác. Inox có chữ Yagi của Nhật. Yagi da băng. À, nó có chữ ngay là con bán lên 20 nữa là 100 gửi. 100 gửi bao ship. Ai biểu nó không biết, ai biểu nó có chữ không chị? Nó không chữ rồi bán 130 luôn, đồng giá. Cái này có chữ da ghi vô, da băng vô bán 150 bao ship. Rồi. Bán nào hợp được thì alo con nha. Đó. Rồi con có cái này luôn nè. Cái này dia combi nha. Ngàm này nhỏ nè, lắp được 68 nè. Da băng. Rồi con giao lưu cặp này là 2 xị bao ship luôn. 200k. 200k bao ship. Các bác nào chơi thấy loại này không? Đây là hơi năng gì xưa, cũ xưa, 650 nha các bác. 650 có hiệu Saver nè. Đó, inox. Inox Nhật nha các bác. Đó, hiệu đàng hoàng. Đó, inox 304 đàng hoàng nha các bác. Đó. Inox 304 Nhật.
không móp méo, không gì chơi nha. Đó, inox 304 Nhật á, là khi bác lấy con khít, mấy bác lấy con khít bự á nha, mấy bác khít thì nó sẽ không hết, nhưng mà mình lấy con khít nhỏ thiệt nhỏ xíu luôn á là mình để vô nó sẽ hết nhẹ nhẹ nha các bác. Đó, nó là như vậy, nó đúng đúng tiêu chuẩn của nó là như vậy đó. Con nói đi cho mấy bác hiểu, thì về cái mấy bác lấy cái cục khít chút két kè nó nhỏ như cái tầm như bác khít cái nó dính vô nhẹ nhẹ, các bác nói không phải gì nóc chết con luôn. Rồi anh này nó in nè Nhật nha, cái này nè forever nè, forever là của 304 inox nha, nó có chữ đàng hoàng trên này. Rồi con dao lưu cập này là 250k bao ship, 650 các bác. Này là cổ nè. Đó. Bác nào hợp được thì alo con. Đó, inox 304 Nhật. Nó có hoa gâu còn rất là đẹp. Đó. Là xài bánh 650. Bác nào hợp được thì alo con. Xài mà kiểu phun thu luôn, nó không đen không xét luôn, giống như nhôm luôn. Nhôm nó còn xuống màu chứ cái này nó không xuống luôn đó. Rồi có nhiều bác hỏi này luôn nữa nè, hổm gầy con có một cái cặp ngàm thắng 680, nó cái này là của Pháp nha các bác. Nó còn hai con ốc thao luôn nè, hai con thao gin nè, hai ốc đang đưa nè, gin nè, thao nè, nè ốc đầu chùa thao nè. Cái này thì bằng sắt rồi, nó mấy ốc đầu chùa này bằng sắt hết rồi. Bốn cục gom nhôm nha các bác, nó gom nhôm bán nhiều tiền lắm á. Con thường cũng bán gom lẻ là cũng bán 50.000 cục, mà cũng có không đủ bán luôn á, nhiều bác mua dữ lắm. Nó gặp ngàm này xài ngon lành 680 nha. Rồi cái bộ này con giao lưu là 450k bao ship nha, chữ còn nhìn không rõ luôn nha các bác nè, còn nhìn thấy chữ còn không rõ thôi. Bộ này là của Lam á, Lam 700, nó chữ thì mờ đi rồi. Chứ cái này nó bán hai con ốc tăng đưa này không cũng có tiền nữa, hai ốc tăng đưa nhà thao này có tiền nữa đó. Rồi 450k bao ship cho cái cặp ngàm này nha, bác nào hợp được thì alo con. Rồi đó, con có cặp này nè, cặp này là cặp cuộc nha các bác, đi combi chữ nghĩa rõ ràng nha, đây chữ nghĩa rõ ràng đó, tay phụ cũng có chữ luôn nha, tay phụ cũng có chữ. Cái tay này hơi bên đây nó hơi xấu một tí xíu nè. Rồi con giao lưu là 450k bao ship luôn nha, 450k bao ship cho cái cặp này luôn đó, bác nào hợp được thì alo con. Rồi bác nào hợp được cặp nào thì alo con. Cái này nữa nè, bao giờ dĩ ít trong lít nha các bác, ít trong lít sắt. Chung nè, ổ giò này cũng còn được, cái dĩa có dĩa luôn nè. Rồi con giao lưu là 470k cho bộ này nha, luôn dĩa này nè. Đó, bác nào hợp được cái nào thì alo con cái đó. Đó. Cái này nó mắc con ốc rồi nha bác. Nhưng mà nó về chứ kiếm mấy ốc dặn vô thôi, nó còn cái dòng găng còn nè, dòng găng còn hết nè. Đó, dòng găng còn hết nè. Thì lấy ốc dặn vô thôi. Con dĩa này là dĩa nhôm. Nó 48 găng nha. Rồi 470k bao ship cho bộ giò này, bác nào hợp được thì alo con. Rồi con có nhiều độ vậy đó, bác nào hợp được cái nào thì alo con cái đó. Nó con xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ luôn.